Thưa quý vị, ngày hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu Tự hào ATK Điện Biên Phủ. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng cách đây 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp. Bên cạnh đó, các đại biểu và các bạn sinh viên đã được giao lưu trực tiếp với các nhân chứng lịch sử hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, đã có những đóng góp quan trọng, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm khẳng định tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, sự biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.